Mua thuốc thú y Supervet ở đâu Lâm Thao, Phú Thọ? Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi là Tuấn Đỗ, bác sĩ thú y. Hiện tại thì Tuấn Đỗ đang có mặt tại cửa hàng thuốc thú y Phạm Cường, có địa chỉ tại Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ. Quý vị và các bạn có thể tham khảo những mặt hàng chất lượng cao của công ty Supervet tại cửa hàng thuốc thú y Phạm Cường. Và tất cả các cái mặt hàng thuốc thú y chất lượng cao, đây là một cơ sở cung cấp thuốc thú y uy tín chất lượng, đồng hành cùng bà con chăn nuôi. Chúc tất cả mọi người sức khỏe tốt và chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.